Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay 20 tháng 11, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Góc nhìn văn hóa xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, những người đang mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, sứ mệnh chồng người. Nói tới người thầy thì không thể không nói tới hai chữ ân và uy. Theo từ điển tiếng Việt, ân là ơn, uy là oai. Chương trình ngày hôm nay sẽ luận bàn về hai chữ này với nghề giáo. Có thể nói là trong suốt chiều dài lịch sử, nghề giáo luôn được tôn vinh là nghề cao quý. Thời phong kiến, theo quan niệm tam cang giả, người thầy đứng vị trí thứ hai trong trật tự quân, sư, phụ, chỉ sau vua và trước cả cha. Văn miếu Quốc Tử Giám ngày nay còn thờ Chu Văn An, người được dân chúng tôn là Vạn Thế Sư Biểu, nghĩa là người thầy chuẩn mực muôn đời. Ông là người có cả ân và uy với nhiều thế hệ học trò. Nếu trước đây người ta thường ví giáo viên là người lái đò thầm lặng chở học sinh qua sông, thì nay nghề giáo không còn gắn với chữ thầm lặng nữa. Trái lại, giáo viên là người dương cao ngọn lửa tri thức và nhiệt tâm, người truyền cảm hứng, định hướng, dẫn dắt học sinh trên con đường chinh phục kiến thức, trau dồi kỹ năng. Trên chặng đường ấy thì chữ ân của người thầy thể hiện ở sự yêu thương, quan tâm, dạy dỗ, thậm chí là gần gũi làm bạn với học trò. Không ít ý kiến băn khoăn cho rằng việc tôn trọng gần gũi với học trò như vậy có làm mất cái uy của người thầy hay không? Chúng ta cùng đến với những ngôi trường đang nỗ lực mỗi ngày để tạo nên ngôi trường hạnh phúc, nơi các thành viên đều cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trường học như gia đình. Nhà giáo dục học người Nhật Tanaka Yoshitaka, người đã có 3 năm làm việc ở Việt Nam, từng có bài viết phân biệt giữa quyền lực và quyền uy của người thầy. Theo ông, uy không tự dưng mà có. Uy là thứ mà học sinh tự nguyện nhận diện rồi trao cho giáo viên. Người thầy có uy là người được học sinh nể phục. Điều này hoàn toàn khác với quyền lực, thứ do người thầy tạo ra áp đặt để học sinh phải sợ, phải nghe theo một cách ép buộc. Trong dịp 20 tháng 11 này, 68 thầy cô tiêu biểu trên toàn quốc đã cùng về Hà Nội để tham dự lễ tuyên dương. Chúng tôi đã đặt câu hỏi về cái uy của người giáo viên ngày nay, và đây là câu trả lời của họ. Tôi vẫn còn nhớ một câu thơ, có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa thơm. Bắt nhịp với nền giáo dục hiện đại thì mỗi người thầy cũng cần thích ứng, không ngừng đổi mới, không ngừng hoàn thiện bản thân, có cách ứng xử, tôn trọng và tràn ngập yêu thương với học trò để làm được học. Ở phần kết của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị hình ảnh đẹp về những người thầy cô vùng cao, những người mà cuộc sống hàng ngày còn những khó khăn, nhưng mà họ vẫn đang hàng ngày dùng nhiệt huyết và trái tim của mình để thắp sáng ngọn lửa ham học. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Vâng, mỗi lần nghe đoạn nhạc này là tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng học trò bên mái trường và thầy cô của mình. Nghề giáo thì được ví với nhiều điều, là người lái đò, là người thắp lửa. Nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn gọi họ là những người gieo mầm xanh. Nếu nói đến gieo mầm thì khó khăn nhất có lẽ là những vùng dẻo cao trùng điệp, nơi mà địa hình thiên nhiên và cả khí hậu đều vô cùng khắc nghiệt. Cũng như hành trình gieo con chữ của các thầy cô bị bủa vây bởi trăm bề những thiếu thốn, thiếu điện nước, thiếu cơ sở vật chất dạy học, thiếu ăn, thiếu mặc và thậm chí là thiếu cả học trò. Một tháng trước đây, mưa lũ xảy ra nghiêm trọng tại miền Trung nước ta, trong đó có tỉnh Nghệ An. Bởi thế mà con đường đến trường mùa này của các thầy cô giáo cũng nhọc nhằn hơn cả. Ở vùng cao là công việc đầy khó khăn và thử thách, bởi những người thầy, người cô phải vượt lên những khó khăn về địa hình, khí hậu khắc nghiệt. Và có những người còn phải vượt qua cả những định kiến. Nói tới bậc học mầm non thì nhiều người thông thường sẽ nghĩ tới hình ảnh các cô giáo trẻ hát hay múa dẻo. Nhưng ở chính những lớp học mầm non ấy thì còn có bóng dáng của những người thầy đang từng ngày tận tụy chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ cho lớp mầm non. Vâng, đây chính là hình ảnh thầy giáo Ma Đình Hiểu, là giáo viên mầm non tại tỉnh Thái Nguyên, đang dạy các em học sinh học múa hát. Clip đăng tải trên fanpage Việc Tử Tế đến nay thì đã nhận về hơn 146.000 lượt yêu thích và hơn 3,4 triệu lượt xem, cùng với đó là những bình luận, những lời chia sẻ. Vượt qua những định kiến rằng nuôi dạy trẻ là công việc chỉ phù hợp với nữ giới, thầy giáo Ma Đình Hiểu đã gắn bó với công việc giáo viên mầm non nhiều năm nay. Giờ đây trên khắp đất nước Việt Nam có nhiều thầy giáo đã và đang bén duyên với công việc này. Ngay bây giờ mời quý vị đến với một điểm trường tại Mèo Vạc, Hà Giang, nơi cũng có một thầy giáo đang miệt mài nuôi dạy trẻ như vậy. Họ chẳng ai bảo ai, cứ mỗi ngày được đến lớp, được nhìn thấy lũ trẻ đến trường đã là hạnh phúc rồi. Câu nói mà họ nói với nhau nhiều nhất chính là cố lên nhé các thầy cô.
Sự hy sinh ở vùng cao đôi khi bỗng nhiên trở nên hiển nhiên. Hiển nhiên là ngày ngày phải leo núi này, hiển nhiên là sống với những thiếu thốn cơ sở vật chất. Và hiển nhiên là chính gia đình và các con ruột của thầy cô sẽ phải sẻ chia bố mẹ mình cho nhiều bạn bé khác. Nó khác hẳn với cảm giác của Thụy Vân ngày còn bé ạ. Tôi đã từng ước là bố mẹ của mình là thầy cô trong trường để tôi được tự hào khỏi phải đi học thêm khi mà có bố mẹ đã dạy mình rồi. Thế nhưng niềm vui ấy có lẽ chỉ đúng ở đồng bằng thôi. Còn những đứa trẻ có bố mẹ là giáo viên vùng núi thì ngược lại, rất thiệt thòi. Các em phải làm quen với sự chia cắt gia đình từ nhỏ, học cách chia sẻ bố mẹ mình với những người bạn tại những vùng khó khăn hơn. Vâng, ở những nơi càng khắc nghiệt, sự sống lại càng vươn lên đầy mạnh mẽ và hành trình gieo mầm xanh cũng vậy. Nhờ có bàn tay chăm chút tưới tắm của các thầy cô giáo, những cây con sẽ bám rễ sâu trong lòng đất, cao lớn và trưởng thành. Thế nhưng những người gieo mầm, họ không bao giờ cần ai phải báo đáp hay ghi nhớ công ơn của mình. Những hình ảnh về hạnh phúc giản dị ngày 20 tháng 11 của các thầy cô giáo vùng cao sẽ thay cho lời kết của tiêu điểm hôm nay. Kính chúc các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sẽ luôn vững tin về công việc cao quý của mình.